các chị em, nếu mà mọi người rất là thích mặc màu đen để có thể che khuyết điểm nhưng mà lại sợ những mẫu váy đen bị đơn giản quá và khiến chúng ta bị nhàm, thì đương nhiên rồi, sẽ có những mẫu váy đen sẽ khiến cho chúng ta vừa nổi bật, vừa sang trọng nhưng mà vẫn không kém phần che khuyết điểm, chính là mẫu váy này. Đây là một mẫu váy đến từ thương hiệu Melia với chất liệu chính là chất liệu tex mỏng. Chất liệu này thì nó rất là mềm mại, dễ chịu và lên form siêu chuẩn. Ngoài ra thì với những điểm nhấn ví dụ như là những cái cành hoa hồng màu trắng này, đó, điểm xuyết lên trên phần thân váy tạo nên những cái đường kẻ này, khiến cho cái thân hình của chúng ta nhìn thon gọn hơn và có điểm nhấn hơn. Và bông hoa thì cũng được cắt cúc vô cùng tinh tế, cắt ghép laser một cách 3D thủ công vô cùng tinh xảo nữa. Phần cánh hoa thì mọi người có thể thấy là có những cái phần cánh ấy sẽ được thiết kế rất là đẹp này, qua cái dao đính những cái hạt cườm màu đen nữa để điểm xuyết lên trên những cái bông hoa màu trắng này. Và mẫu váy này thì là một cái mẫu váy với thiết kế ống tay khá là dài, hơi lửng lửng một chút để mọi người có thể che được khuyết điểm tay này. Để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc. Hãy đến và tậu ngay cho mình mẫu váy này nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.